Chào mọi người, chào buổi sáng. Chúng ta lại tiếp tục đến với cái bản tin phân tích của Bitcoin lúc này. Thì ngày hôm qua là cái ngày mà bắt đầu ít tin xấu ra, một số các cái tin tức tốt đẹp nó đã ra. Ví dụ ngay bây giờ đây chúng ta đã nhìn thấy cái Estimate Crypto Investment in Russian Research, tức là tin tức về cái tổng lượng đầu tư của tiền kỹ thuật số, nó đạt trên 200 hơn 200 triệu đô, tức là cái lượng vốn hóa và bắt đầu người ta quan tâm đến cái startup, những cái lượng tiền đấy. Đây chỉ là cái sự thống kê để bắt đầu đổ vào startup tại Nga. Chính vì thế nên là gì ạ, sự kích hoạt của những cái niềm tin cho đồng tiền kỹ thuật số bắt đầu lại được nhen nhúm và đưa ra. Vậy nhìn vào các cái biểu đồ của Bitcoin lúc này, giá bắt đầu được lình xình. Trong mấy ngày qua là sideways, biên độ hẹp, tất cả những cái yếu tố mà giá lên rồi xuống trong cái biên độ hẹp được giới hạn bởi hai đường trên đường dưới của Bollinger Band, khiến cho chúng ta có thể thấy được là cái biên độ rất là hẹp của thị trường lúc này. Trong sáng ngày hôm nay có rất nhiều các cái tin tức, một số các cái thông tin về USD đang định lượng một cái xu hướng xuống của cái năm tài khoá 2018 với cái quý 1, khiến cho đồng USD giảm xuống và một số các cái đồng khác tăng lên, ví dụ như Euro, bảng Anh hay là một số đồng Yên Nhật có tăng lên. Lý do là USD đang được chính phủ đưa ra giảm thiểu cũng như là gia tăng những cái mối tương quan để kích thích xuất khẩu trong cái năm tài khoá đầu tiên của 2018. Và từ đó chúng ta nhìn thấy, xem xét lại cái Bitcoin, nó cũng ảnh hưởng bởi một số các cái chính trị, đó chính là giá rất tăng lên. Thứ hai, như chúng ta đã biết là cái châu Á mở cửa 6 giờ sáng cũng được kích thích rất nhiều, đúng không ạ? Chúng ta nhìn xem hai cái ngày, ngày hôm qua cũng được đánh giá từ giá thấp lên vùng cao trong vòng buổi sáng, ngày hôm nay cũng thế, đúng không ạ? Sáng nay cũng có thể lên buổi sáng. Châu Á thì đóng cửa tại khoảng độ 15 giờ chiều và mở cửa tại 6 giờ sáng, khiến cho thị trường được khôi phục cách đây mấy hôm, thì lần nào châu Á cũng có thể giúp cho chúng ta đánh lên. Đặc biệt là cách đây một tuần, đó là thị trường Trung Quốc và Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như tại Việt Nam, rất nhiều các cái thông tin này châu Á đánh lên. Vậy thì chúng ta có một điều gì ở điều này? Chúng ta sẽ có là cái niềm tin tại châu Á bắt đầu được hình thành sau khi chính phủ Hàn Quốc đồng ý là thu thuế. Ấn Độ bắt đầu cũng xem xét về vấn đề thu thuế, khiến cho cái việc mà Bitcoin không sụt giảm được nữa, là tức là nó chỉ có giới hạn như vậy thôi, mặc dù các tin xấu đưa ra liên tiếp. Chúng ta kỳ vọng về vùng 9050 một lần nữa, test đáy một lần nữa, thì chúng ta cũng đã chưa thấy trong cái vấn đề ngắn hạn. Thứ hai nữa, tại CME Group người ta bắt đầu đưa ra các cái tín hiệu vào tháng 1 January, Bitcoin Future đấy, đúng không? Tức là đến hạn tháng 26 tháng 1, tức là ngày mai, là cái lô hàng đầu tiên của kỳ giao hạn tương lai ngày 26 tháng 1 bắt đầu kích hoạt. Vậy thì cái Bitcoin Future nó giúp cho cái thị trường nó bớt nóng hơn, bởi vì người ta đã nhận được hàng và chắc chắn là người ta sẽ xả ra và có thể tiếp tục mua các đơn hàng tương lai tiếp theo. Vậy kỳ vọng của nhà đầu tư là mua những cái đơn hàng trong tương lai tại CME, thì người ta có cái thông tin, một là nếu mà giá lên lập tức là người ta sẽ bán ra và sẽ bị điều chỉnh giảm. Tuy nhiên cái đơn hàng tương lai này lúc đấy mua chắc chắn là giá cao, khoảng 16.000. Thế thì khi mà giá cao như vậy thì cái lúc này nhận hàng thì là giá là 11.3404, chắc chắn là có cái việc mua tiếp bình quân giá, đó chính là cái mà chúng ta có thể thấy được. Không ai bán lúc lỗ cả, chính vì thế nên chúng ta cái lô hàng future đầu tiên người ta giao hàng, do đó là kích thích cái việc mà giá tăng lên trong lúc này. Thứ hai, chúng ta xem xét ở ngắn hạn, các cây nến đang xếp ở giải trên Bollinger Band trong biên độ hẹp. Do vậy hôm nay vẫn báo hiệu một cái xu hướng đi ngang lúc này. Các cái đơn hàng chắc chắn sẽ được kích hoạt tiếp của kỳ future CME. Khi như vậy chúng ta sẽ thấy là Bollinger Band bắt đầu mở ra
các cái đám mây bắt đầu ở dưới các cây nến và các cây nến nằm trên đại Bollinger báo hiệu một cái xu hướng tăng giá trong ngắn hạn, có thể trong buổi sáng nay phiên Á sẽ đánh lên thì ở tầm 11.682 trong vùng ngắn hạn. Ngược lại thì sao ạ? Thì có những cái tin tức củng cố cũng như là ảnh hưởng, nếu trong trường hợp là xuống giá dưới giá thì ở Bollinger Band thì nó lại tiếp tục sideways trong biên độ hẹp nữa và ở cái vùng thì từ 10.286 đến 11.682, đó là những cái thông tin của sáng hôm nay. Tuy nhiên 70% sẽ được đánh lên trong sáng hôm nay với các cái thông tin chi tiết về thị trường châu Á. Nhưng sức yếu ớt là ADX 15, RSI 59 báo hiệu một cái sức mua yếu ớt. Do vậy là gì ạ? Tôi kỳ vọng gì ạ? Biên độ hẹp sáng nay. Vậy chúng ta xem là cái mức trung hạn. Trung hạn thì giá vẫn phải đánh thủng được Bollinger Band và Ichimoku. Lúc này vẫn đang tiệm cận đi lên. Chúng ta thấy được biên độ hẹp cái nến rất nhỏ. Do vậy cái tỷ lệ xuống cũng rất là cao khi mà gì ạ? Giá nằm dưới đám mây. Sự kỳ vọng của cái mức giá nếu trong trường hợp giá xuống là 9760 H4. Tuy nhiên cái kịch bản này nó sẽ đưa ra những cái thông số của ngày hôm nay, nếu trong trường hợp gì ạ giá lên trên đám mây thì bắt đầu gì ạ có xu hướng đi lên. Nó được cản bởi vùng cản cứng tại 11944 của trung hạn. Chính vì thế nên chúng ta phải chờ test. Vậy chúng ta có xu hướng mua khi đẩy trên Bollinger Band và bán xuống dưới khi đẩy trên khi nến xoay xuống đẩy trên Bollinger Band và bắt đầu đi xuống dưới đám mây Ichimoku. Vậy người ta có xu hướng là gì ạ? Mua ở trên và bán ở dưới. Vậy trong trung hạn chúng ta thiên về các cái lực bắt đáy lúc này. Thị trường gần như là gì ạ? Khó có thể xuống tiếp. Tuy nhiên chúng ta bắt đáy dần dần khi mà gì ạ? Mùa trung hạn, và chúng ta kỳ vọng tin tốt sẽ được nhen nhúm ngày hôm nay. Một số các thông tin tốt như là các thông tin tại Mỹ, tại Anh nói rằng là không có lúc nào có cơ hội tốt như cái việc mà đầu tư Bitcoin lúc này. Ngoài ra Ripple lại thêm các đối tác mới, chính vì thế nên là nó sẽ có được cái tập đoàn IT Corporation ở Mercury FX để bắt đầu sử dụng X-Rapid để giao dịch trong future. Chính vì thế nên là củng cố cho các niềm tin của crypto, như vậy Bitcoin cũng được thơm lây. Nhưng mà cái quan trọng nữa là chúng ta thấy được Bitcoin lúc này đang tiệm cận ở cái vùng ngắn hạn mạnh mẽ lên, thì là Bitcoin sẽ có đợt hard fork tiếp trong cái tháng này. Đợt này sẽ tạo ra BCA, tức là Bitcoin Atom, cụ thể tại block 505888, diễn ra ngày 24-25 tháng 1, tức là ngày hôm nay, đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng là cái tin tức này cũng sẽ, trong ngắn hạn sẽ tăng giá rất mạnh. Các sàn sẽ hỗ trợ BCA bao gồm Rubit, Coin Omi, X-Rate và OPEX, OKEX, đúng không ạ? Đấy là chúng ta sẽ thấy. Thứ hai nữa là gì ạ? Mãi mới có một cái tin tốt, tức là now is the best time invest Bitcoin, tức là người ta nói rằng là gì ạ? Cái thời điểm thích hợp để đầu tư crypto lúc này, trong khi lúc cái giá trị sideways nó rất là cao. Và chúng ta nhìn thấy cái sóng của Bitcoin trong ngắn hạn vẫn có thể đưa ra một sóng đi lên và củng cố bởi cái tin hard fork ngày hôm nay. Thực tế thì chúng ta đưa ra rất nhiều các cái tin tức, đưa ra rất nhiều các cái hỗ trợ để chúng ta nhận được các cái bản tin của Bitcoin cũng như là tiêu crypto, đó là smscoin.vn. Chúng ta tải smscoin vào app, phần mềm này là chúng tôi viết ra để hỗ trợ mọi người. App ở trong điện thoại Samsung hoặc là app ở trong iOS, cài SMScoin FX cho gõ trong cái Apple Store hay là CH Play. Sau đó chat Zalo với chúng tôi là 0987732228 để kích hoạt cái phần mềm SMScoin. Chúng ta lại trở lại dài hạn. Dài hạn thì vẫn chịu một cái lực điều chỉnh lên tại cái điểm giữa của Bollinger Band 12553. Sau đó thì đi vào đường giữa của đám mây Ichimoku rồi xuống tiếp. Tôi thì vẫn cho rằng là cái việc Bitcoin nó loanh quanh ở biên độ hẹp là 9103 đến 1255 vẫn là có thể xảy ra. Tuy nhiên chúng ta chờ cái tin hard fork, đúng không ạ? Và chờ lên tin trên đám mây Ichimoku để chinh phục được cái mức cao đầu tiên. Nếu trong trường hợp lên được tiếp được vùng 16480 khi mà cái kỳ hard fork này tung ra, thì tôi nghĩ là Bitcoin sẽ tạo ra một cái chu trình mới. Vậy chúng ta sẽ tổng kết lại, trong ngắn hạn chắc chắn là lên giá,
trong trung hạn chúng ta đều đang chờ cái việc là lên giá mạnh mẽ và tạo ra mức cản. Tính như thế nên là gì ạ? Tôi sợ là sideways biên độ hẹp, đi ngay trong biên độ hẹp. Nhưng trong dài hạn thì chúng ta chờ lên rồi điều chỉnh xuống, sau đó là sideways và tiếp tục tạo được hành trình mới. Nếu trong trường hợp chúng ta mua lúc này, chúng ta có thể bắt đáy dần dần đối với Bitcoin. Tôi kỳ vọng một kênh lên khi mà thông tin hard fork của Bitcoin tạo ra BCA ở trong sàn Rubik. Chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ và hiệu quả. Chúc cho chúng ta có những cái niềm tin đối với crypto trong tương lai.